Cùng với vận hành sử dụng hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được nhà nước đầu tư, thời gian qua các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân bảo vệ sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả, qua đó góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận tại xã vùng cao Tà Thàng, huyện Mường Khương. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Tà Thàng có tổng mức đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Công trình cung cấp nguồn nước sạch cho Ủy ban nhân dân xã, trạm y tế và 183 hộ dân của 3 thôn Sú Dí Phìn, Lầu Thí Trải, Tà Thàng cùng 5 điểm trường học. Ngay khi công trình đi vào hoạt động, xã thôn đã tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước để đạt hiệu quả tốt nhất. Tuyên truyền cho bà con là sử dụng nước đều có một cái bể nước hoặc là một cái tét để dự trữ nước. Khi nào mà mình thả vào cái bể đấy đầy thì mình sẽ khóa công tơ lại để lại chia sẻ cho những cái hộ khác. Nhờ được hướng dẫn sử dụng nguồn nước sạch mà giờ đây gia đình chị Hàng Dế ở thôn Tà Thàng không còn lo thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong mùa khô. Bây giờ được nhà nước kéo nước sạch cho thì không phải lo về nước uống như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình đi làm nương về, không có nước dùng, lại phải đi điệu nước xa về dùng khổ lắm. Cùng với phát huy các công trình nước sạch được nhà nước đầu tư tại các thôn bản có nguồn nước do dân tự kéo, chính quyền các cơ quan chuyên môn cũng tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp cơ bản để làm sạch nguồn nước trước khi sử dụng và khuyến cáo bà con bảo vệ sử dụng nguồn nước an toàn, tiết kiệm, ăn chín uống sôi. Nâng cao cái ý thức của người dân để sửa chữa, ví dụ như là các cái hộ gia đình mà nếu mà hỏng nhỏ các cái vòi các thứ thì gia đình phải chủ động cái việc đó để mua cái vòi mới khác về thay cho không lãng phí. Đấy, còn xã thì cũng luôn là lúc nào cũng tuyên truyền cái việc vận hành nước, và ví dụ như là như cái có cái đoạn mà nó hỏng hóc và rò rỉ thì là sẽ chỉ đạo trưởng thôn, cán bộ thôn huy động bà con nhân dân để sửa chữa. Quan tâm công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân về nước sạch trên địa bàn xã Tà Thàng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện cơ bản các hộ gia đình có bể chứa, tách nước, biết sử dụng nước tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch của xã đạt trên 90%, giúp xã đạt tiêu chí nước sạch trong chương trình xây dựng nông thôn mới.